Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Quý vị và anh chị em đang theo dõi bản tin đặc biệt của chúng tôi liên quan đến sự qua đời đột ngột tại Roma của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đức Thánh Cha Francisco đã tỏ ra bàng hoàng khi nhận được tin về cái chết của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Sáng thứ Năm 8 tháng 3, cùng với 32 Hồng Y và Giám mục Việt Nam đang trong chuyến hành hương Ad Limina, Ngài đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức Tổng Giám mục Phaolô. Thánh lễ này có thể là ngoại lịch, được cử hành đặc biệt cho biến cố này vì chủ yếu chỉ có 32 Hồng Y và Giám mục Việt Nam và không có trong lịch được thông báo trước. Ma perdonare. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã nói vài lời chia buồn với Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trước biến cố này, Ngài đã không chia sẻ lời Chúa nên thánh lễ không được tường thuật rộng rãi trên Vatican News. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha và các vị đã hướng về Đức Mẹ cùng hát trong tâm tình cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Phaolô. Theo dự kiến, Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, các vị khác trong giáo triều Roma cùng với 32 Hồng Y và Giám mục Việt Nam và các linh mục Việt Nam đang có mặt tại Roma sẽ cử hành thánh lễ cầu hồn cho Đức Tổng Giám mục Phaolô. Thánh lễ sẽ được diễn ra tại nhà nguyện ngay Tòa Thánh Phaero vào lúc 5 giờ chiều ngày 10 tháng 3. Đây chính là nơi các Hồng Y và Giám mục Việt Nam cử hành thánh lễ đầu tiên trong chuyến hành hương Ad Limina kéo dài từ 2 đến 11 tháng 3. Tưởng cũng nên biết thêm, lúc 5 giờ chiều ngày thứ Sáu 9 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự phụng vụ sám hối tại đền thờ Thánh Phaero trong khuôn khổ sáng kiến 24 giờ cho Chúa. Cho nên, thời gian sớm nhất có thể cử hành thánh lễ cầu hồn cho Đức Tổng Giám mục Phaolô là lúc 5 giờ chiều thứ Bảy. Trong một diễn biến khác, Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc trong thông báo đưa ra hôm 7 tháng 3 năm 2018 đã đưa ra lời phân ưu với gia đình của Đức Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc Roma ngày 7 tháng 3 năm 2018. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, Đức Tổng Giám mục Protase Rungwamba, Tổng Thư ký, Đức Tổng Giám mục Giovanni Pietro D'Antoso, Đồng Tổng Thư ký và Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo và cha Rizas Mitki, Phụ tá Thư ký, bàng hoàng trước cái chết đột ngột của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc tại Roma vào ngày 6 tháng 3, đã bày tỏ lời chia buồn chân thành đến gia đình của Đức Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Toàn thể Bộ Truyền giáo và Ban Thư ký Quốc tế của các Hội giáo hoàng truyền giáo hiệp lời cầu nguyện cho sự an nghỉ đời đời của linh hồn người mục tử khôn ngoan và nhiệt thành này, và cầu nguyện cho những ai giờ đây đang phải đau khổ. Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã ở Roma cùng với các giám mục Việt Nam khác trong chuyến viếng thăm Ad Limina tại Vatican từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 3. Vào ngày 5 tháng 3 vừa qua, các giám mục bao gồm Đức cha Đọc đã được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến. Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã bị đột quỵ vào ngày 6 tháng 3 sau thánh lễ đồng tế tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Ngài đã được đưa vào bệnh viện San Camillo cấp cứu và đã qua đời lúc 10 giờ 15 tối ngày 6 tháng 3. Ngài sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt, thuộc tỉnh Lâm Đồng, Giáo phận Đà Lạt, Việt Nam. Năm 1956, Ngài bắt đầu theo học tại Tiểu chủng viện Sài Gòn, rồi lên Đại chủng viện vào năm 1963. Và sau đó được gửi đến Roma theo học tại trường Urbano từ năm 1964 đến năm 1970. Ngài tiếp tục học về triết học và thần học tại Giáo hoàng Urbano, tại Đại học Giáo hoàng Urbano và đạt được bằng cấp về cả hai ngành. Ngài được phong chức linh mục
vào ngày 17 tháng 12 năm 1970. Sau khi thụ phong, Ngài là một giáo sư tại Tiểu Chủng Viện và Đại Chủng Viện Đà Lạt. Năm 1975, Ngài được bổ nhiệm làm linh mục chánh xứ và chịu trách nhiệm về việc đào tạo các đại chúng sinh sống rải rác khắp giáo phận. Năm 1994, Ngài được bổ nhiệm làm tổng đại diện của giáo phận Đà Lạt nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục Châu Á năm 1998. Ngài được các giám mục Việt Nam bổ nhiệm làm chuyên gia. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm Ngài làm giám mục Mỹ Tho ngày 26 tháng 3 năm 1999 và được tấn phong vào ngày 20 tháng 5 cùng năm. Ngày 28 tháng 9 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám mục Sài Gòn và đồng thời là Giám quản Tông tòa Giáo phận Mỹ Tho. Vào ngày 22 tháng 3 năm 2014, sau khi Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn nộp đơn từ chức, Ngài đã thay thế Ngài trong tư cách đấng bản quyền của Tổng Giáo phận. Tâm tình của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo với thông tấn xã Fides về cái chết của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Báo chí tại Roma đã nhanh chóng tường thuật về cái chết đột ngột của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Nhân dịp này, thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc đã có cuộc gặp gỡ với Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Học tập, giảng dạy, làm việc trong nhiều năm tại Roma, Đức Cha Đạo đã đóng một vai trò phiên dịch quan trọng trong chuyến hành hương Ad Limina lần này của các giám mục Việt Nam. Ngài ngậm ngùi nói với thông tấn xã Fides. Cái chết bất ngờ và bi thảm của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh, trước đây gọi là Sài Gòn, trong chuyến hành hương Ad Limina tại Roma, đã làm chúng tôi xúc động sâu xa. Ơn quan phòng của Chúa muốn gọi Đức Tổng Giám mục đến với Ngài vào lúc này, mặc dù phải chịu nỗi đau mất đi một người anh em yêu dấu. Nhưng giờ đây, chúng tôi cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong sự kiện này. Chúng tôi tự hỏi chính mình, Chúa muốn nói với chúng tôi điều gì qua sự kiện này? Đức Cha Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã chia sẻ như trên với thông tấn xã Fides, thay mặt cho Hội đồng Giám mục Việt Nam đang trong chuyến hành hương Ad Limina tại Vatican sau cái chết của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn hôm qua, ngày 6 tháng 3 tại Roma. Hồi tưởng lại những kỷ niệm cá nhân của mình với Đức Tổng Giám mục quá cố, Đức Cha Đinh Đức Đạo cho biết. Chúng tôi là những sinh viên học chung với nhau tại trường truyền giáo Urbano. Ngài là một con người, một linh mục có trái tim luôn tràn đầy niềm vui của Chúa. Khẩu hiệu giám mục của Ngài là Et Deum Laetitiae Mae, nhấn mạnh đến niềm vui mà mọi người đã chịu phép rửa tội tìm thấy nơi Chúa Kitô. Ý chí và sứ mệnh của Ngài là mang niềm vui phúc âm đến với mọi người và hướng dẫn dân Chúa được ủy thác cho Ngài biết sống niềm vui của Chúa. Hôm nay, Ngài đang ở trên thiên đàng để tận hưởng niềm vui này. Đức Cha Đinh Đức Đạo nói thêm tại Tổng Giáo phận Sài Gòn, công việc mục vụ của Ngài nhắm đến việc xây dựng và sống tinh thần hiệp thông và hiệp nhất giữa tất cả các thành phần khác nhau của giáo hội địa phương. Bên cạnh đó, có nhiều người nhập cư và người nghèo sống ở thành phố này. Và việc tông đồ mà Ngài cổ võ và tổ chức đã dành một sự chú ý lớn cho người nhập cư theo tinh thần tiếp đón, liên đới và phục vụ. Ngày nay, trên thực tế có một hiện tượng khổng lồ những người di cư nội địa tại thành phố này. Trong bối cảnh người dân nông thôn đang đổ xô về các thành phố lớn, trong một thành phố có đến 7 triệu dân như thành phố Sài Gòn, trong vài năm gần đây lại có thêm 2 triệu người nữa đổ vào, trong đó 10% là người Công giáo. Đức Tổng Giám mục đã cố gắng phối hợp qua Caritas Tổng Giáo phận, tất cả các thành viên của giáo hội địa phương như các dòng tu, giáo xứ, các phong trào giáo dân để đáp ứng nhu cầu của những người này. Giải thích ý nghĩa của sự dấn thân này, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã từng nói với thông tấn xã Fides. Chúng tôi tiếp tục thể hiện sự chú ý của chúng ta đến với người nghèo và người yếu thế.
như một chứng tá cho tình yêu của Chúa Kitô và như là một dấu chỉ của sự chăm sóc cho thiện ích chung của xã hội. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.